Vâng, Hồ Sen tiếp tục chào cả nhà, chào các cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi trên kênh của Hồ Sen nha. Hiện bây giờ thì Hồ Sen sẽ chia sẻ những hình ảnh những chiếc tàu thuyền và nó đang chạy tới để trục vớt những cái trục cầu. Và hôm nay thì lại có thông tin mới và các cô chú anh chị đang theo dõi của Hồ Sen quay trực tiếp tại cây cầu Phong Châu. Hôm nay là có hai cây cầu rất là to để trục vớt chiếc xe tải lên cả nhà. Đây cả nhà, trước mắt cả nhà thì rất là nhiều người ở dưới đó đúng không, và hai cây cẩu này rất là to, không biết cây cẩu này bao nhiêu nhưng mà nghe nói là cây cẩu như 100-200 tấn thì nghe nói như thế cả nhà, còn không hiểu được cái cẩu này nó cẩu nặng bao nhiêu. Nhưng mà hiện bây giờ thì có hai cây cẩu thì Hồ Sen sẽ chia sẻ trực tiếp lên đây đến chú anh chị mình được biết. Sáng ngày hôm nay là ngày 20 tháng 9 2024. Hiện bây giờ thì Hồ Sen chia sẻ lên các cô chú anh chị xem trước mắt đấy là cái những chiếc tàu này nè. Đấy, họ sẽ rời ra, họ sẽ không biết họ đi đâu nhưng mà mình biết là họ sẽ rời ra cho nơi đó để cho cái thường cẩu kia nó họ cẩu cái mấy cái trục cầu sắt đó ra và họ tiến hành cẩu xe tải lên cả nhà. Đấy, hôm nay là triển khai công việc rất là mới và từ sáng sớm thì Hồ Sen cũng đã đến đây rồi. Thì bây giờ thì Hồ Sen sẽ tiếp tục chia sẻ với cả nhà mình hai cây cần cẩu này đang cẩu những cái mấu sắt và để cẩu xe tải lên. Mong sao cẩu cái xe tải này lên thì thấy được người ở trong đó. Bây giờ thì Hồ Sen ngồi rất là xa, Hồ Sen không dám ngồi gần. Nhưng hôm qua mà ngồi gần đó thì ở đó thì rất là nhiều bên ban ngành người ta thấy mình quay đó, người ta cho và chỉ sợ những hình ảnh của mình quay lên nó không đúng với sự thật đó, thì người ta lại cấm cản cái này, cho nên là phải kiếm cái góc nào mình ngồi để không ai phát hiện, để chia sẻ lên cả nhà mình cùng xem. Hiện bây giờ thì hôm nay thì trời nắng thì các cả nhà cũng thấy có người đang trèo lên đó một dây và cắt sắt. Thì cái video trước thì hôm qua thì Sen chia sẻ đó là cũng đã cắt hàng khỏi những cây sắt nó đứt rồi, bắt đầu họ mới cẩu mấy cây sắt đó ra và cẩu xe tải lên. Thì cả nhà cũng thấy hôm nay trời nắng, các cả nhà thấy rõ ngay cái chữ A mà nó nằm bị lật ngửa đó cả nhà thấy. Rung quá. Đấy, cả nhà thấy không? Ngay đây là thấy nguyên cái hình dạng của chiếc xe tải đó cả nhà. Mình không thể phải là phóng viên, cũng không phải là bên phận sự cho nên mình không thể đến gần đó được. Cho nên mình không đến gần quay cho cả nhà xem được, mình chỉ quay từ xa thôi. Thì đấy, thấy những cái cách đây khoảng hơn 500 mét, nhưng mà thấy cái cây sắt đó người ta sẽ cắt đi rồi nó lệch lạc so với bình thường đúng không cả nhà. Những cái sọc đen đó là những cái sọc đã cắt ra rồi cả nhà, còn người kia thì đội cái mũ màu trắng, cái áo như màu xanh xanh hay sao ấy. Còn đây là những cây cẩu, đây là những cái cây cẩu cả nhà thấy không, đấy những cái cẩu mà nó đang treo còn treo đó, đưa lên cho cả nhà xem này. Đấy, sẽ cẩu cái trụ cầu đó ra ngoài cả nhà và trục vớt xe tải lên. Mong hôm sau sau mà hôm nay họ cẩu cái xe tải này lên thì phát hiện có những nạn nhân ở trong đó thì nó lại hay quá cả nhà. Thì rất là nhiều người đã mong chờ, nhưng hôm nay là đã 11 ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa tìm kiếm được nạn nhân thứ ba trong buổi sập cầu như thế nào, chỉ được hai nạn nhân. Mình cầm nó hơi với dùng cả nhà thông cảm nhé. Được hai nạn nhân là cặp vợ chồng, một nam và một nữ, đúng tại cũng là ở Phú Thọ nha cả nhà, Thanh Thủy hay như thế nào đó mình quên cái thủy đó. Nhưng mà nếu mà mình nói sai thì cả nhà thông cảm nha. Mình đôi khi công việc nhiều quá mình lu bu, mình chạy tới chạy lui muốn ghi lại hình ảnh mình quên á, cả nhà thông cảm. Bây giờ thì cẩu đó sẽ cẩu ra nha cả nhà. Bây giờ đây xem cả nhà xem mình cái xà lan họ
thôi. Còn mà công việc của bên bộ đội mà cả nhà cũng biết là những công việc thì không thể tiết lộ. Những công việc đó làm bên họ làm, người ta làm có trách nhiệm và người ta cũng không muốn thông tin cho những người khác, cho nên mình cũng không thể hỏi và mình cũng không thể nói lung tung ở đây, vì những cái video của mình á là chỉ được quay và chia sẻ hình ảnh nhưng mà thực tế cũng như là tích cực, chứ đừng làm tiêu cực nó không tốt. Đây là một cái máy máy súng, mấy cái máy gì cu be đó, ở trong mình hay gọi cu be, đây gọi là xe cẩu máy múc, máy múc tương cẩu, một cái máy hàng nó đá rất là to để xuống dưới chiếc tàu đó để vận chuyển đi. Khả năng thì chắc là cẩu cái bự này chỉ đi lại trần kia thổi cắt để cho người ta cẩu hay cầu kia lên, cũng như là cắt những cái thanh sắt và cẩu mấy thanh sắt đó ra để trục vớt để cẩu xe tải lên cả nhà. Cả nhà mình đi ngang qua kênh Hồ Sen thì mong sao cả nhà yêu mến, cả nhà giúp cho Hồ Sen một lượt đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cái video này để cho cái kênh của Hồ Sen này có phát triển tốt hơn, để mình đi chia sẻ nhiều cái nơi mà các con chú anh chị không thể đi và cũng chưa để đến, và Hồ Sen sẽ cập nhật những thông tin tình hình để các cô chú anh chị mình cùng đón xem. Các cô chú anh chị mình giúp cho Hồ Sen một lượt đăng ký kênh cũng như là cái chia sẻ và để lại một cái bình luận cũng như cầu nguyện cho những nạn nhân ở trong vụ sập cầu nha cả nhà. Bây giờ tiếp tục thì Hồ Sen sẽ đưa máy sang nơi mà cẩu cái kia, khả năng thì chắc là đang trông chờ một điều gì đó, họ bây giờ cũng chưa cẩu nè cả nhà, đưa cần dây rồi mà chưa cẩu, khả năng là chắc phải chờ một cái gì đó hay là chờ cái máy hàng này không biết. Nãy hôm qua thì có cái video Hồ Sen cũng chia sẻ đó, là ngày nào thì Hồ Sen sẽ ghi ngày đó, sáng trưa chiều tối có hết nha cả nhà. Và hôm qua thì cái video Hồ Sen chia sẻ đó là mười mấy người mới khiêng được cái máy đó, cho nên nặng quá, hôm nay chắc là phải dùng cẩu cả nhà. Mười mấy người khiêng nhưng mà hôm qua là rất là khó khăn rồi chuyển xuống, hôm nay người ta dùng cẩu rồi nó đỡ hơn cả nhà. Nếu mà mình dùng cẩu thì nó nhẹ hơn, nó sức người thì sức người làm thì nó lâu và nó nặng này, đôi khi dấp viết rồi này kia sợ chúng ta chúng chân. Nhưng mà cẩu này thì quá tốt. Bây giờ họ sẽ tiến hành chạy qua bên kia. Họ chạy qua bên kia, họ cắt tiếp sao. Rồi cái là bây giờ quay cho cả nhà xem cái này cực kỳ nóng luôn nè. Nóng hơn gì nữa, quay qua sau lưng cho cả nhà xem nhé. Đây lại thêm một cái tàu cẩu lớn nữa, đúng là tàu cẩu nhỏ kia đi ra thì tàu cẩu lớn đi vào đây nè. Đấy, trước mắt các cô chú anh chị đây là cái tàu mà có cái cẩu rất là lớn, trọng lượng rất là to của cái cẩu này. Vì cái tàu này khả năng là đi lên trên kia, tàu kia giờ tàu này sẽ lên trên đó. Mà tàu lên đó thì mong hôm nay họ sẽ cẩu lên nó im xuôi, ngon lành, và cũng mong sau hôm nay họ sẽ trục vớt những cái xe tải đó lên, và có người hay không thì tí nữa đây thì họ sẽ quay ở đây cho cả nhà mình rõ luôn. Hiện bây giờ thì Hồ Sen phải núp một góc cả nhà, cho nên là rất là xa, nên là Hồ Sen chỉ zoom to zoom bé lại cho cả nhà mình để được xem cận cảnh hơn, tốt hơn. Đi lại đằng kia thì nhiều, hôm nay có rất là ship lớn, nhiều, hôm qua cũng nhiều lắm cả nhà. Quay thì núp được lúc không, hôm qua cái mạng nó kém, mình đăng ký không biết làm sao, cái mạng không biết nó có được hay không, lúc nào được lúc không nó cứ chập chài chập chờn. Sáng hôm nay thì Hồ Sen quay chia sẻ lên cả nhà mình thấy. Ô, lỡ quay qua bên đây chưa thấy bên kia, quay lại bên kia cây cẩu đã cẩu rồi, nhưng mà mình
lại đi quay chiếc tàu cả nhà. Đấy cả nhà thấy không? Ồ trời, cái cẩu to nè, cẩu cái sắt lên rồi đó. Đấy là cái sắt của cái cầu ngay trước mắt cả nhà, cái móng cầu đó. Đây nè, đây người ta đương thổi hàng nữa nè cả nhà. Đấy ngay cái chữ A đó cả nhà. Hôm qua có chữ A đó, nó có 3 chọt đúng không? Đấy bây giờ nó cẩu lên 1 rồi. Đó, cần cẩu lên 1 thì còn 2 nè. Còn chữ A ngay giữa đó, cái cây bên tay trái đó người ta đương thổi để cho đứt cái đó. Đứt cái đó lên rồi xong rồi người ta lại cẩu tiếp tục nha cả nhà. Còn chiếc tàu thì bây giờ đây, một chiếc cẩu xuống rồi đó, đang đây cẩu cái máy hàng to, máy hơi to để chắc hàng đứt sắt. Đây là một chiếc tàu bự, thì là có cái cẩu rất là to khủng khiếp luôn. Tàu to chà bá cẩu, chà bá lửa luôn. Đấy, còn bên kia thì họ đang cẩu xuống rồi cả nhà, quay qua cả nhà xem nào. Đấy, họ đang cẩu cái thanh sắt xuống. Cả nhà thông cảm vì Hồ Sen cũng muốn chia sẻ những cái hình ảnh mà nhanh nhất á, Hồ Sen hay lia máy lung tung á, cả nhà thông cảm nhé. Cả nhà đừng quên ủng hộ cho Hồ Sen bằng một nút chia sẻ nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và Hồ Sen cũng không quên chúc các cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh của Hồ Sen có một ngày mới thật vui vẻ và nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống, hạnh phúc bên gia đình. Và nói chung là ai cũng thế cả nhà. Đi ngang qua cái video này thì thấy nó quá đau thương, nên là cái sự đau thương ấy thì cả nhà đi qua có nhà để làm một lời cầu nguyện cho những ai mà không may xấu số bị gặp nạn trong cái cầu này. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Giờ sang lia cái máy là những mình vớt này, không biết gọi là gì, nhưng mà tôi có biết là đây có cái áo xanh có sọc nè, đội cứu hộ cứu nạn rồi chứ mình không biết ở đây là bên ngành gì nha cả nhà. Mình muốn chia sẻ trực tiếp cho cả nhà xem thôi. Đó. Hôm nay là sáng ngày 20 tháng 9 rồi cả nhà. Thì cũng đã 11 ngày trôi qua rồi cả nhà. 11 ngày trôi qua mà mới tìm được có 2 người. Hôm sau hôm nay cẩu này lên là tìm được vài người nữa. Thì để cho người thân người ta bớt lo âu. Người thân người ta cũng đã lo âu quá là nhiều. Bao nhiêu ngày rồi chưa tìm thấy người thân, người ta rất là sốt ruột. Rồi thả neo nè, tàu thả neo nè, bắt đầu đi vào nơi đấy. Theo Hồ Sen nghĩ thì chiếc tàu đó đến là phụ cẩu cái thanh sắt bỏ lên đó cho nó gọn hay sao, mình nghĩ như thế. Để có một người đương chèo ở đó để cắt cái sắt, cắt hai cây sắt đó ra xong mới cẩu được chiếc xe lên nha cả nhà. Phải cắt xong hai cây sắt đó rồi mới cẩu lên được chiếc xe, không thể nào cẩu lên được ngay. Bây giờ xe sẽ dừng lại gần gần để nào xem này nè. Đây là toàn cảnh, xe muốn chia sẻ cả nhà xem toàn cảnh nè. Một chiếc máy cẩu màu vàng và một đội cứu hộ ở dưới thuyền tàu nhỏ, và một cái máy cẩu to ở bên tàu lớn, và hai cây cẩu rất là to khủng đã đến đó rồi. Khả năng là mình nghĩ là chắc đến từ tối hôm qua, vì chiều hôm qua mình ở đây mình cũng không thấy. Chiều hôm qua mình cũng chia sẻ cả nhà lên cái video mà mình cũng chưa thấy. Khả năng là mình nghĩ là chắc từ tối hôm qua, vì nếu mà cẩu lớn này thì người ta di chuyển vào buổi tối rất là thích hợp cả nhà. Có nhiều các bạn hỏi Hồ Sen sao không đưa cẩu lớn, thì chắc chắn một điều là bên này người ta làm cơ giới lớn như thế này và cẩu to thì kiểu gì cũng phải dùng đến cái cẩu to cả nhà, chứ cẩu bé thì cẩu làm sao được. Bây giờ là ba cái cẩu to rồi. Đằng sau Hồ Sen thì có một chiếc tàu đang về cập đây. Mình ngồi đây ngay gốc cây, mong rằng các ông kẻ to cũng không phát hiện để mình ngồi còn chia sẻ được cho cả nhà, chứ mà
đi lung tung là thua cả nhà, đi lung tung gì. Hôm qua mấy ông này cấm cản cho, nói chung là người ta không phải sợ gì mà không cho mình quay, nhưng mà chỉ sợ là những người mà quay xong rồi những hình ảnh đưa hình ảnh lung tung á, mấy ngày nay cả nhà cũng biết á, hôm nay á là mới có cẩu đến mà cẩu cái này, nhưng mà những video kia người ta cẩu xe lên luôn rồi. À, có phải là tào lao không? Cho nên là chắc là mấy ông cũng phát hiện những cái video đó không đúng sự thật, mấy ông không cho quay. Chứ bây giờ mà người ta mà chỉ cần cho mình ngồi quay, mình chỉ chia sẻ thôi, đúng sự thật đó là mình ok, mình ngồi im ve như cuốn luôn một góc là được. Đó, cũng chỉ mong sao mà quay truyền tải những cái thông điệp, những thông tin mới nhất, sớm nhất, cập nhật nhanh nhất để cả nhà mình cùng đón xem. Cả nhà mình chỉ cần ngồi ở nhà, không cần đi đâu là đã thấy những hình ảnh thích thật nhất từ kênh của Hồ Sen Vlog chia sẻ lên đây. Thì mong rằng Hồ Sen, những cái việc làm Hồ Sen chia sẻ và cập nhật thông tin đây được các cô chú, anh chị và các bạn đón nhận và xem video. Và cũng đừng quên yêu thương Hồ Sen bằng một nút chia sẻ cũng như là đăng ký kênh nha các cô chú anh chị. Cho Hồ Sen một like, thì những cái đăng ký kênh và like trong đó là hoàn toàn miễn phí. Thì các cô chú anh chị chỉ cần có điện thoại và ở nhà mình đầy đủ hết thiết bị thì cứ xem thôi, chứ không phải mất tiền hay gì. Cái lượt xem ở đây thì các cô chú anh chị xem qua và chia sẻ cho nhiều người biết đến, và nhiều người sẽ cầu nguyện cho những người mà bị tai nạn trong cái vụ cầu vừa rồi. Thì mong sao các cô chú anh chị mình yêu thương đăng ký kênh ủng hộ cho Hồ Sen, để Hồ Sen có cái tinh thần và cái động lực ngày phát triển kênh tốt hơn và đi cập nhật những thông tin tình hình nhanh nhất và sớm nhất để cả nhà mình cùng đón xem nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Thì cũng mong sao thì họ sẽ cẩu cái cầu này lên rồi phát hiện bao nhiêu người trong đó để Hồ Sen cập nhật cho cả nhà mình cùng đón xem, và cả nhà mình biết được những cái thông tin như là từ tại cái cầu Phong Châu và tìm kiếm được bao nhiêu người và trục vớt được những gì, cẩu được những gì, thì Hồ Sen sẽ chia sẻ lên trên kênh. Mong rằng các cô chú anh chị và các bạn yêu mến và ủng hộ cho kênh của Hồ Sen nha cả nhà. Đó, bây giờ tiếp tục thì mình lại quay tiếp tục người ta lẫn đơn cẩu bên kia. Đấy. Hôm nay thì buổi sáng thì Hồ Sen đến đây rất là sáng sớm, thì có các chú bộ đội công binh là bên mà triển khai như làm bờ kè với lại lắp cầu phao á, họ cũng đã đến, họ đã làm việc rồi. Không hiểu họ ăn uống nghỉ ngơi như thế nào, nhưng mà mình sáng mình ra 6 giờ ở đây là mình đã thấy có nhiều người đi thuyền ở dưới đã đo dò độ sâu của nước, dòng chảy của nước và cao hay thấp, rồi còn vận hành máy móc và thuyền bè, rồi chuẩn bị cái dây nhợ và neo đậu những cái cầu phao để chuẩn bị lắp cầu phao. Chắc có lẽ là không lâu lắm đâu là người dân Phú Thọ tại nơi Hồ Sen ngồi là Tam Nông, tại Tam Nông và qua Lâm Thao sẽ được thông hành từ bằng cái cầu phao của những chú bộ đội làm, là bên bộ đội binh chủng công binh nha các cô chú anh chị. Các cô chú anh chị đừng quên cho bộ đội một like nhé. Vì mình rất là nhiều người trông chờ và hỏi Hồ Sen á, cái cầu phao đó làm xong chưa. Thực sự mà nói thì mình ngồi ở đây mình chia sẻ, mình ghi lại những hình ảnh để cập nhật cho cả nhà thôi, còn mà cầu phao làm như thế nào cái thông tin đó mình không thể biết và mình cũng không được biết, vì những cái thông tin đó thì thông tin của bên liên quan đến bộ đội là cả nhà mình biết rồi, nó đã liên quan đến gì không thể tiết lộ, trừ khi nếu như mà phóng viên á hay là đài truyền hình thông tấn gì đó thì bên bộ đội người ta mới thông tin và ta chia sẻ. Còn đối với mình thì mình nghĩ là được quay như thế này là đã hạnh phúc lắm rồi, chỉ sợ là không được quay thôi, được quay như thế này là quá hạnh phúc.
được quay như thế này là hạnh phúc lắm, chỉ sợ không được quay thôi. Được quay thì mình chia sẻ đến cả nhà này, còn xem được rồi sợ không được quay thì lúc đó không lại không được xem luôn, không được cập nhật luôn. Mình cũng được tiện con cái là mình đi đến nơi mình cũng được xem mà được cập nhật những thông tin mình biết rồi mình nghe mình hiểu, cho nên đó thì tiện đó thì mình cũng chia sẻ đến cả nhà mình luôn. Thì công việc làm thì mình chỉ biết trước mắt còn làm cái gì thì mình chia sẻ thôi, mình không thể nói liều nói bừa, và cũng cái gì mình biết và mình có thể chia sẻ, không được ăn nói lung tung, không được xúc phạm, cũng như là không được nói bừa bãi, nó mất đi cái mỹ quan là một, còn hai nữa tiết lộ những thông tin thì không nên. Và những cái gì mà mình biết á, như trên tất cả các nền tảng truyền thông chính thống á, họ đưa ra thì mình sẽ cập nhật cho cả nhà mình biết. Đó. Như bây giờ những bên chuyên truyền thông chính thống thì đưa ra cái gì chính xác thì họ sẽ cập nhật cho cả nhà mình được biết, chứ họ sẽ không thể nói liều được cả nhà. Nói liều ở đây thì cả nhà cũng biết vi phạm về bên an ninh thì không tốt nha cả nhà. Còn ở đây thì rất là nhiều người hỏi Hồ Sen sao không dùng Flycam bay đi tìm, là một là sao không dùng Flycam bay để quay. Thì cả nhà cũng biết đây khu quân sự, quay đã khó đừng có dùng Flycam. Flycam chưa chắc gì cả nhà mình bay được 5 phút. Mình nghĩ cho được 1-2 phút là đã bị dính kèo rồi, đừng có nói 5 phút hay 10 phút đúng không ạ? Cho nên là khó lắm. Tiếp tục kia bên kia người ta lại cẩu quá cả nhà. Còn cái đội mà mới vừa rồi đi chắc là xuống tiền đi một ở cái chỗ nào cắt hay là phụ cái gì đó. Ở đằng kia thì họ vẫn tiến hành cưa sắt, cắt sắt, thổi đứt những cái sắt ở ra và cẩu những cái sắt lên. Rất tiếc mình đi lỡ cái chỗ kia thì chỉ có thấy cái mấu cầu, không thấy được cái cần cẩu. Ở đây thì cả nhà mình thấy rõ, nhưng mà nó là ở xa mà Hồ Sen ngồi một nơi rất là nắng, cả nhà không biết là cái, nhưng mà thôi mình ngồi đây mình cũng không muốn tiết lộ những cái vị trí đó, lỡ không được quay nữa là dở hơn cả nhà. Trời nó nắng một tí lùm cây nhưng mà trúng ngay cái ánh nắng nó khổ đấy. Còn thông tin về những người mất tích thì Hồ Sen cũng chia sẻ lên đây luôn, nhiều người hỏi á. Hồ Sen cũng chia sẻ lên cho cả nhà được biết rằng là có 8 người mất tích mà hiện bây giờ thì tìm được 2 người rồi. Ngày 14 tháng 9 thì tìm được một nữ và ngày 16 tháng 9 là tìm được một nam. Hai người này là một cặp vợ chồng đã tìm kiếm được rồi. Cách đây khoảng 10 km đường bộ, còn đường sông thì mình không biết rõ nha cả nhà. Đấy. Và từ ngày 15, 16, 17 đến 20 đến nay thì từ ngày 14 và 17 lên rồi thì ngày 18, 19, 20 đến nay là 20, nhưng mà vẫn chưa tìm kiếm được một nạn nhân nào khác mà mới nha cả nhà. Đây bây giờ tiếp tục quay về công việc chính là cần cẩu đang xuống cái móc xe. Ở đây mình nhìn cái xe rất là rõ. Biết cả nhà có thấy không chứ mình nhìn rất là rõ cả nhà. Hôm nay trời nắng, chỗ này nhìn rất là ok luôn đó. Để cho nhà thấy ghê không? Sen phóng xa cho thấy cái độ nắng nóng của trời nắng không? Nghe cái sắt bốc hơi lên nữa ghê không? Phải nói kinh khủng khiếp luôn. Đấy một cái hình mà cái hình chữ nhật dài dài đó là chiếc xe tải đó cả nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu cho những vong hồn và những người mà mất thì nhanh nổi lên và tìm kiếm được để cho đội cứu hộ cứu nạn người ta đỡ vất vả thực hiện được để mang về với gia đình người ta lo hậu sự. Mong cả nhà mình đi qua để lại một lời cầu nguyện nha cả nhà. Hồ Sen chân thành cảm ơn các cô chú anh chị rất là nhiều, hãy để lại một lời cầu nguyện cho những ai bị nạn trong cây cầu sập Phong Châu vừa rồi. Bây giờ thì tiếp tục lại đến cái chiếc xe đó, chắc là cả nhà thấy rõ. Mong sao ở dưới đó còn người thì tốt quá.
vì người nhà của anh ta hôm nay là 11 ngày trôi qua rồi, người nhà cũng thẫn thờ, hồn vía đâu hết rồi, người thân của mình mất tích như thế không biết bây giờ ra sao, mà có vướng ở dưới mà hay là đã nổi nơi đâu cũng không biết được. Nói chung là ai ở trong hoàn cảnh đó mới biết, thì mỗi người chúng ta thì sinh lão bệnh tử thì lúc nào cũng sẽ có thôi cả nhà, không trước thì cũng sẽ sau, thì người này đến người kia, thì mong sao mọi người đã hiểu được sự những sự đau khổ mất mát và đau thương của người chúng ta, thì thôi đi ngang qua không có gì hay hơn, thì chỉ đỡ lỡ một lời cầu nguyện cho họ, mong sao họ sẽ nhanh chóng về với gia đình. Còn mà mình nói còn sự sống hay không thì chỉ kỳ tích không biết, thì đó chứ chắc là ở trong phim ảnh thôi, chứ ở ngoài đời chắc khó lắm cả nhà. Rồi mình quay cách xa cây cầu mà nó nắng nó nóng nó lên cả nhà thấy bốc hơ, mà mình ngồi ở đây nắng nóng mình cũng bốc hơ luôn cả nhà. Khả năng chắc mình trốn quá, mình kiếm chỗ nào quá. Ta đang cẩu bây giờ, đang trong chờ cẩu cái đó lên cả. Em muốn bốc hơi rồi cả nhà ơi. Em định quay sau lưng cho cả nhà xem, nhưng mà thôi quay đây mai kia mà ai mà biết thì biết cái vị trí của mình, một mình mất vị trí, còn hai không được quay nữa này. Lúc đó là không chia sẻ được cái gì. Trời ơi, nắng nóng nó bốc hơi. Họ xe ngồi đang bốc hơi. Đây bây giờ họ tiến hành bắt đầu. Hồ Sen thấy là cẩu cái xe cả nhà. Cuộc ai đây mấy cái dây đang lên rồi, không phải chưa cuộn vào, khả năng những cái cẩu này là sẽ móc vào cái thanh cẩu trước rồi mới kéo xe lên. Xe ngồi muốn bốc hơi rồi. Đây, bây giờ chắc là có người cột cái sắt đó để cẩu cái sắt đó lên. Cái sắt bên tay trái cả nhà này, cái sắt thứ hai bên tay trái. Đây có một bạn đang xuống, không biết cả nhà có thấy không, chứ hồi Sen không thấy gì đâu, nắng nóng hồi Sen không thấy gì đâu. Đây, một bạn đi xuống để cột cái dây. Ôi nắng nóng quá, mong sao cả nhà thấy chứ hồi Sen không thấy gì, nắng nóng mà nó tối màn hình lắm. Cẩu cái xe đó lên. Bây giờ ngồi đây, người ngồi xe nó đang bốc hơi rồi. Để họ sẽ cuộc móc vào cái sắt đó họ cẩu lên. Giống như khi nãy cẩu lên được một cây rồi cả nhà. Này phải chỉ có chỗ nào mát ngồi để quay cận cảnh sát sát cho cả nhà mình xem được, mình có phận sự đâu vào sát được. Sợ được cơn gió nó mát mát tí xíu, nóng quá cả nhà. Bây giờ thì nắng nóng quá. Vâng, Hồ Sen rất chân thành cảm ơn cả nhà mình đã chia sẻ cái video này. Khả năng nóng quá cả nhà, Hồ Sen sẽ đi tìm chỗ mát quay chia sẻ cả nhà. Cả nhà đừng quên ủng hộ đăng ký kênh của Hồ Sen. Hồ Sen chắc phải dừng cái clip ở đây. Hồ Sen tìm chỗ khác để chia sẻ cả nhà mình xem nó hay hơn và nó được rõ hơn như thế nào đó. Chứ bây giờ ngồi ở đây thì nó quá nắng, quá nóng rồi. Mong các cô chú anh chị mình thông cảm và yêu mến kênh Hồ Sen, đăng ký giúp kênh Hồ Sen, cũng như một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký kênh để kênh Hồ Sen có lượt tương tác tốt hơn, để đi cập nhật những thông tin tình hình, thì lúc đó thì ông YouTube ổng tin tưởng hơn, thì mình chia sẻ lên thì được nhiều người xem, nhiều người xem thì được nhiều cái lời cầu nguyện, để cho cầu nguyện cho những ai không may bị mắc nạn trong cây cầu. Lần nữa Hồ Sen xin chân thành cảm ơn và chúc các cô chú anh chị mình xem video thật nhiều sức khỏe và vui vẻ, bình an trong cuộc sống.
thuận tiện trong việc làm ăn. Và đừng quên đăng ký kênh để nhận lại những video mới nhất từ kênh Hồ Sen. Cảm ơn các cô chú anh chị mình đã chia sẻ và ủng hộ xem video này. Cảm ơn rất nhiều.